đẹp quá. Sáng mới lấy. Tươi ha. Thôi thế thôi. Chỗ này không cho bán không? Đi 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 đi. Con muốn một tí thôi. Ừ, không sao. Cho bán một tí. Thôi đi cho khác. Không sao đâu nhé. Mai mình bán rau chỗ khác nhỉ? Không, họ bị họ đuổi ấy nhỉ? Con bé không khóc. Mình thấy nhặt lên nhé. Đây, nhặt cái này đi. Cái này. Đây đây đi. Từ từ nhé. Ừ, đi từ từ ra nhé. Ra nhé. Thank you.
mẹ tí nhớ nhé. Về đâu? Về đã. Hộ mẹ. Ừ. Đấy, rồi. Ngoan thế. Nè. Cô mày ôm cái này này. Ôm em nhé. Ôm hộ mẹ này. Ôm cái này nữa. Nè. Đây. Đây kéo vào. Rồi. Ôi giời ơi. Đây. Đây. Đấy, ôm như thế này nữa. Chân khép vào. Yêu chị thôi. Yêu thế là yêu. Nói thế nào? Nắng quá nhỉ? Nóng nhỉ? Yêu này, thế chứ? Yêu rồi. Yêu. Nào, đi về đi. Mẹ đem cho. Bên kia. Thỏ bên kia chứ. 1 giây, ôi dồi ôi. Chờ mẹ nhé. Đâu đi về, đi qua đây. Thank you.
Chỗ này không cho bá đâu nhá, đi chỗ khác nhá. Đi 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 nhanh 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 không cho bá nhanh. Không khóc nhé, không sao đâu nhé. Mai mình bán rau chỗ khác nhỉ, không họ bị họ đuổi ấy nhỉ. Con bé không khóc đấy nhá. Thôi đi đi, đi về đi, đi về nhà đi. Đâu, để mẹ cầm cái này đi cho. Đi về đi. Đi qua đây. Không khóc đấy. Ôi, đi về nhà rồi. Ôi, một cậu. Đây này. Đấy, xé đi. Đấy. Xé xong rồi cho em ít. Xé bé bé thôi nhé. Đấy, em ít cơm đi. Chờ tí nhá, tí về nấu cơm nhá. Nhổ được không? Có. Có. Đấy, nói có rõ ràng thế. Nhiều cỏ đi, nhiều cỏ quanh gốc ấy. Hả? Rồi nha. Ừ, không, 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 không nhổ cây đây đâu. Nhổ quanh quanh đây này. Đấy. Đây, đấy, rồi. Mm.
sắn ăn đâu nhá. Đây nhổ cỏ đây này, cỏ đây này, đây nhổ đi, nhổ cỏ đây thôi, cỏ bé bé này thôi, cái này là cái sắn mà, cái sắn để ăn chứ nhá. Đây nhổ cỏ đây, nhổ đi đấy, đây này, đây nhổ đi đây này. Đây, mát chưa? Nóng quá nhỉ? Nóng này. Úi dồi. Bông hoa xinh xinh này. Đấy, cầm này. Đấy. Xinh xinh nhỉ? Tặng hoa cho em nè. Tặng hoa cho em nè. Tặng hoa cho em. Mà thế. Chị tặng hoa cho em. Ý. Đi về đi nhỉ, đi về đi nhỉ, nóng quá nhỉ. Đâu? Đây, ôm về. Đấy, đi theo đường kia về nhé. Áo ướt đấy, thay áo nhá. Thay áo nhá. Ừ, thay áo. Thay áo nha. Áo ướt ướt này. Quạt cho em đi. Đây này, quạt cho em đi. Nóng quá nhỉ. Ây ơi. Quét.
sao này. Ăn nóng nhá, nóng nhá. Lấy cái này tí về làm chua nhé. Ờ, em không biết lấy đâu. Cầm cho mẹ thôi. Thế về tí nữa làm dưa chua nhỉ. Ừ. Vâng. Sao thế? Sao đi? Về đây. Em ơi, về đây. Nó đi ra chỗ kia kìa. Chim hót kìa, có thấy chim không? Đâu về đây nào. Ui, tốt thế nhỉ. Đâu, đi theo đằng này. Đi lấy nhá. Ui, đổ kia, đây này. Đi cẩn thận chứ. Đi sang bên kia nhặt nhé. Đây này, ở đây này. Rồi, đi. Đi sang bên này. Ừ, chờ tí. Bếp nhóm lửa, không phải làm dưa nhỉ. Lên trên này chơi nhá. Tí nữa em dạy em chơi với Ly nhá. Đây, ngồi ở đây chơi nhá.
để mẹ cởi em xuống nhé. Cởi em xuống nha. Dạy dối nha, em dạy dối nha. Yêu nha, yêu nha. Vũ à. Xem là lúc này chân có bị con gì đốt không? À, xem nào. Lấy trông em nhé. Đi về nhà đi, cầm cái này đi về đi, mưa to rồi. Đấy, đi về đi. Đi về nhà đi, mưa rồi.
Ngươi tắt đi. Chờ tí nhá. Trời ơi ngon quá nhỉ. Ngon quá nhỉ. Ui ôi. Ngon quá nhỉ. Đây. Ôi không ăn thì thôi. Chị Ly ơi, dậy ăn cháo đi. Không ăn cho chị Ly ăn. Cho chị Ly ăn hết đi. Nóng nhá. Ngon không? Ngon nhỉ. Đi ra nhà đi, nóng lắm. Thank you.
Nóng không? Tí thì rửa tay nhé. Chơi chị Ly đi. Không được cầm tóc chị Ly đâu nha. Yêu rồi nhá, yêu. Này, rồi, yêu. Bye bye à? Hả? Bye bye. Chơi với chị nhá. Chơi với chị nhá. Để mẹ đi làm rào nhá. Này, chơi với chị nhá. Đấy, chơi với chị. Ở đây chơi nhá. Come here.
đấy chơi nhá. Ở đây chơi thôi nha. Nào, nhấc lên nào. Ôi giời. Rồi. Để yên ở đấy nhá. Để mẹ xem nào. Đấy. Em ở đây giữ hộ mẹ nhé. Nhé. Nào, cầm hộ mẹ nào. Cầm chắc nha. Cầm chắc nha. Rồi, đây cho vào nè. Cho vào, nhấc vào nhé. Ây dồi ôi. Đây đây đây, xuống dưới dưới một tí. Đấy, rồi. Rồi. Đùa đấy.
không cầm đâu. Ôi, em nóng thế này. Đâu, mẹ bị em nè. Em mới chơi ở đây nhé. Chơi ở đây nha.
Mẹ đi chặt cây tre nhé. Ở đây chơi nhé.
nhặt cái gì đây? Hả? Sao được ăn cháo rồi nhỉ? Ăn cháo không? Hả? Ăn cháo không? Đói nhỉ? Không có gì ăn thì ăn cháo thôi nhỉ?
đấy. Rồi ăn đi. Ngon nhỉ. Ngon nhỉ. Ăn hết đi nhá. Thổi ăn đi nhá. Ngon quá nhỉ. Ngon nhỉ. Ngon quá. Mới đốt em rồi nha. Mới đốt em rồi. Mới đốt em rồi. Khi nãy em mới có tóc bông như thế này. Hả? Được rồi. Được rồi, xinh rồi. Xinh rồi. Ôi trời ơi, xinh thế. À, mít ơi. Em ơi. Đây rồi. Đây nè. Em ơi. Bật nghịch rồi. Lên chơi với em đi nhé. Chơi với em. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Mẹ đi xúc cá nhá. Tí nữa về. Ờ sao đây? Tí nữa về mẹ nấu cơm canh cho hai chị em ăn nhá. Được không? Đây, chơi với chị Ly nhá. Chị Ly nằm xuống chơi với em đi. Đi đi đi. Đây, ở đây chơi với chị nhá.
chưa? Kẹo đây. Em muốn đi chơi không? Chú bé đi chơi nhé. Tặng hoa cho em nè, tặng hoa cho em nè, tặng hoa cho em mà thế. Chị tặng hoa cho em. Ừ. Ý.
Thế mai cho chị lành lên nhé. Không quay nữa nhé. Được không? Từ từ đã, mẹ chó sủa nhiều quá. Nóng nhé, nóng nhé.